Tại hạ là tổng tiêu đồ tại Hà Tây, Hà Phát Mã. Dám hỏi pháp danh tiên cô đây là? Ngươi không cần biết ta là ai, vì chỉ một lát nữa đây, tất cả các ngươi đều phải mất mạng. Muốn biết tại sao ta phải giết các ngươi thì hãy trách vì sao trên cây cờ của Tiêu Cục. Giết gì không giết, lại viết một chữ Hà lên đó. A Di Đà Phật, Lý Thi Chủ. Không ngờ cách biệt 15 năm, sự oán hận của Thi Chủ vẫn không thuyên giảm. Tên hòa thượng kia, 15 năm trước ngươi cản trở việc làm của ta, hay 15 năm sau người lại muốn tái diễn? 15 năm trước ta bị người đánh trọng thương, nợ máu này hôm nay ta thanh toán với người. Tốt, hôm nay bần đạo sẽ tiêu diệt nữ ma đầu như người, đại khai sát giới. Tâm hồn tâm thối. A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài. Cũng cho chính ngươi tự chuốc lấy thôi. 15 năm ta vẫn chờ đợi. Đàn lời muốn tỏ đều trôi theo án mây. Thiên sơn không bằng giá, quân tử đi cùng ai? Quân tử đi cùng ai?